nghiệp biocommunity. Hôm nay tôi sẽ thực hiện các quy trình trị liệu từ mặt lạ Hieronymus. Đây là trị liệu từ biển sâu, giúp xe nhỏ lỗ chân lông, tái tạo và giải phóng độc tố. Sau đây tôi sẽ thực hiện các bước trong quy trình trị liệu. Xin mời các bạn cùng theo dõi.